Lan Rừng Hoàng Nhung xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc nhé. Phiên ngày hôm nay, phiên cuối tháng 30 tháng 9 năm 2023. Hôm nay bên shop cập bến rất là nhiều dòng hàng lan mới. Và hôm nay thì em cũng dọn vườn thanh lý một số những loại lan giá rẻ nhé. Đây là có cả quý trắng tháng 8 lá xếp về này. Và rất là nhiều dòng hàng lan khác. Số điện thoại cũng như là số Zalo để các bác có thể liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966121377 nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và ngoài cung cấp hoa lan thì bên cơ sở nhà em có bán thêm cả những sản phẩm phân bón, phân thuốc hoa lan ạ. Để tất cả những sản phẩm phân thuốc này thì đều là những dòng chính hãng của công ty và hàng mới nhé. Tuy nhiên thì cũng có một số loại đây, có một cái loại này hôm nay em mới để ý là hôm qua khách đặt thì có bị hết hạn đấy. Đây là cái lọ Pesua. Đây có mấy cái loại hết hạn này thì không biết là các bác có, nếu mà bác nào mua cái dòng mà nó quá hạn một thời gian thì em sẽ thanh lý rẻ cho. Cái Pesua này hôm qua bán 70.000 một lọ. Cái loại này bán 140 ấy. Bán nửa giá đây, mấy cái hàng này. Hàng thực ra thì dòng phân bón em nghĩ là quá hạn thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Ví dụ như đồ ăn, đồ uống thì nó còn nguy hiểm, chứ còn cái hàng mà nó phân thuốc thì em thấy là cũng không có ảnh hưởng gì. Kể cả dịch chuối cũng thế, dịch chuối cứ hàng hết hạn của khách. Tại vì cái dịch chuối người ta để có 6 tháng đấy các bạn. Cái dịch chuối để có 6 tháng mà để 6 tháng thì nó nhanh hết hạn lắm. Còn đâu thì nhà em cứ mang ra tưới cây của nó lên dễ ẩm ẩm luôn. Đấy, hàng hôm nay thì hoa lan về cũng rất là nhiều loại, cả những dòng hàng hoa và những dòng hàng phi điệp, dendro, đủ các thể loại nhé. Và hôm nay em sẽ thanh lý dọn vườn một số những mã dendro nó xấu. Đấy, hàng đẹp thì gửi đi cho các bác hết rồi. Còn bây giờ hàng tồn kho, hàng thanh lý thì hôm nay lại phải mang ra thanh lý giã lỗ này. Không phải 10 cây vận chuyển về nó đẹp cả 10 đâu. Có những cây nó dập lát lá hoặc là nó bị gãy hỏng thì bọn em lại phải mang ra thanh lý giá rẻ. Với cả cái lô chớp bịp thì cũng thanh lý này. Chớp bịp này, cái lô hôm trước định mang ra trồng nhưng hôm nay nhiều hàng quá thôi lại thanh lý cho các bác về mát tay các bác ghép. Đây là các sản phẩm giá thể vỏ thông thì nhà em đầy đủ cả, và các bác sang vườn bên đây đấy nhá. Hàng nhà em dendro từ giờ đến cuối năm sẽ về liên tục và vẫn có chương trình là tri ân mua 10 tặng 1 và miễn phí ship. Đấy, đang dọn chỗ để đai châu rồi. Hôm vừa rồi em thanh lý cả cát thì giá siêu rẻ luôn. Cái đai châu hôm nay về đẹp lắm cả nhà ơi, đẹp. Có cả châu mít này, châu kiếm lá mít này và đang thanh lý lan cát nữa. Rồi ạ, và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại mặt hàng nhá, để các bác nhá. Thế dendro thanh lý thì tí em sẽ giới thiệu phía sau. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu đến cái dòng đai châu trước. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho mọi người đến cái dòng đai châu bò blue. Cái đai châu bò blue đợt này về cây cực kỳ là to luôn. Cái lô hôm trước thì không to bằng cái này đâu. Hàng này em nhập giá cao hơn 10 giá. Tức là nhập cao hơn 10.000 ạ, cây to đùng luôn. Cái cây bò blue này hoa rất là đẹp nhá. Và hôm nay thì một cái chậu bò blue lá xếp đẹp như thế này, giá là 150.000 đồng một chậu nhá. Hôm trước em bán 140, nhưng mà cái cây của nó không được to như cái này. Hàng hôm nay toàn bộ là hàng chọn đẹp. Bò blue 150. Cây hôm nay các bác nhìn này, chất lượng luôn. 150.000 ạ, đai châu bò blue nhá, hàng mới về. Cái lô hôm trước cháy hàng rồi. Sang trên đây đó chính là cây đỏ Super Red. Super Red là một cái dòng đai châu màu đỏ tím, đỏ đậm luôn ấy, màu đỏ đậm, một cái dòng này vòi rất là dài, rất là size. Cây to, Super Red này hàng hot mới về, cây đẹp, 150.000 đồng một chậu Super Red nha. Cả nhà nhìn này, châu của em mới về treo lơ lửng, vừa treo vừa tưới nước hàng ngày đấy ạ, phải treo ra vườn. Bởi vì hàng này từ giờ đến Tết em cứ dục dịch em bán liên tục ấy ạ. Nên có những lô nào đẹp, rẻ là em nhập về số lượng nhiều để em bán. Rồi, tiếp theo sang bên đây là đai châu trắng ạ. Màu trắng tinh nhá các bác nhá. Màu trắng tinh và cây rất là to. Dòng trắng này thì vẫn là 220.000 một chậu. Đai châu trắng và hàng chậu gỗ. 220, cây to và lá to. Trắng VIP nhá, chuẩn hoa. Trắng đất này về cũng ít. Màu cam lửa, đai châu cam lửa thì chậu cây đôi, 2 cây. Hàng này hồi đầu em bán 250 đấy, nhưng cái lô này là em nhập được giá rẻ hơn. Chậu 2 cây như thế này em bán 200.000 thôi. 200.000 một chậu đai châu màu cam lửa nhá. Cái hoa của nó cực kỳ là thơm. Hoa rất là thơm mà cái dòng ngoài hoa màu cam lửa mà nó thiên về màu đỏ hơn đấy. Đây là màu cam lửa. Đai châu hồng cánh sen hàng lá mít này. Đây là đai châu hồng cánh sen hàng lá mít nhá. Và cái chậu lá mít này là hàng chậu cây đôi. Cả nhìn. Đấy, cái hồng cánh sen lá mít này em về nhiều, em vẫn treo lên trên kia để nó đẩy nụ này. Bởi vì cái chậu to này vài hôm nữa nó nhú nụ này, bán rất là ok. Lá mít rụt luôn ấy, hồng cánh sen lá mít rụt. Đây có treo giống một cây để cho mọi người xem thôi. Còn đa phần em treo ở trên để cho ăn nắng. Đây cả nhà nhìn này, cái bản lá góc độ từ trên xuống dưới này, lá mít của nó. Cây cũng to đẹp nhá, hồng cánh sen 550.000.
Cái màu hồng cánh sen thì vốn dĩ nó đắt, đắt hơn là những cái dòng khác. Hồng cánh sen nhá, nó nhiều loại lắm, nó tùy từng màu hoa cơ. Còn sang bên đây cũng là cây lá mít, nhưng nó là dòng châu lá kiếm nhá. Màu này là màu châu lá kiếm lá mít. Đấy, cả nhà nhìn to có thể là gần bằng cái cây hồng cánh sen, nhưng giá nó sẽ rẻ hơn hàng cây đôi. Bình thường châu kiếm thì nó chỉ là cái lá thường thôi, và bản lá nó nhỏ nhá. Châu kiếm bình thường lá thường lá nhỏ, và nó chỉ có một, gần như em thấy là bản lá nó chỉ bằng một nửa cái lá này thôi á. Nhưng lô châu kiếm lá mít này mà chậu hai cây này rất là đẹp mà rất là rẻ luôn. Đẹp chưa? Em bán 260.000 đồng một chậu châu kiếm lá mít nhá cả nhà nhá. Chậu là hai cây luôn, lá mít. Đấy, hàng này là hàng chơi Tết tuyệt vời luôn đấy ạ, 260.000. Hàng lá mít và lá kiếm, châu kiếm lá mít. Đấy. 260.000 đồng một chậu. Đấy, về có chục con thôi, đang treo lơ lửng đây. Đấy, chậu hai cây. Còn đây là đây châu hồng cánh sen hàng lá mít nhá mọi người nhá. Đẹp chưa ạ? Hồng cánh sen lá mít. Lá ngắn. Loại này là 150.000 đồng một cây nhá, hồng cánh sen hàng lá mít. Đợt này về có ít thôi. Đây, những cái cây lá mít ngắn to này, 150. 150.000 nhá. Hồng cánh sen, hàng này 150 này, còn cái loại mà to dù dịt như thế này thì là 550. Đôi. Hàng này thì cây chất lượng hơn nhiều. Tiếp theo bên đây em sẽ xả sang dòng vũ nữ nhá. Vũ nữ thì em đang xả cho mọi người. Đây là cái vũ nữ này là vũ nữ ngọc nữ hoa thơm. Cái chậu ngọc nữ này là bình thường em bán 200, nhưng hôm nay là còn 3 giò thôi. Em sẽ để cho mọi người cái giá xả siêu rẻ luôn, 150.000 một giò ngọc nữ hoa thơm. Hàng hoa phân nhánh và hàng nhiều thân nhá. Đây, chậu này nhiều thân thì củ nó giả hành nó nhỏ, nhưng chậu này ít thân nhưng củ rất là mập. Đây, một số cây hai chậu này còn đang nụ hoa này. 150, rẻ hơn cả giá nhập. Còn bên đây là cái vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Em dọn vườn hôm nay cũng chỉ còn tầm 6-7 chậu thôi ạ. Và hàng này là 130.000 đồng một chậu. Hoàng hậu hoa xanh 130k. Bác nào hôm nay lấy 2 chậu hoàng hậu hoa xanh, em để cho mọi người 250 2 chậu. Đấy, cái hàng này em bán 160 đấy. Là 320 và bây giờ bán 250 2 chậu ấy. Đây là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh nhá. Rồi và tiếp theo bên đây em sẽ xả cát. Cát thì bây giờ dọn vườn để em để đai châu ấy. Từ giờ đến Tết em sẽ nhập đai châu nhiều hơn, nên có một số những lô hàng thì dù là cây nó vẫn đẹp nhưng em sẽ xả cho mọi người giá rẻ. Đầu tiên nó là cái mã này, là cái mã Lai Sam Gold. Cái mã này thì em cũng không biết mặt hoa đâu, tại vì cái mã này người ta gửi thừa cho em cái mã này ấy. Mã này em chưa bán lần nào luôn, nên thôi em sẽ thanh lý cho mọi người 100.000. Bình thường là cứ cắt em nhập bằng giá nhau ấy đều bán 130, nhưng hôm nay em thả 100.000 này. Còn ba cây táo Nhật này rất là nhiều thân này. Cái táo Nhật hôm trước cũng 130 này, bác nào mua hôm đầu tiên mới về thì các bác thông cảm, bởi vì em đang dọn vườn nhá. Cái táo Nhật cây của nó nhiều thân và dòng máy hoa rất là thơm, mà vòi hoa của nó chùm đẹp lắm. Em bán 100.000, cũng 100.000 một chậu thôi, còn 3 chậu thôi. Đấy, Amaki vàng lưỡi đỏ này hôm vừa rồi xả hàng này. Đấy, còn có 2-3 chậu thôi. Amaki vàng lưỡi đỏ nhá, bông của nó màu vàng tươi, lưỡi đỏ đậm rất là đẹp. Đây, còn có 3 chậu Amaki đây này. Bụi to nhá, 101 nhá. Cái Amaki này em nhập nó cao tiền. 110.000 đồng một chậu Amaki vàng lưỡi đỏ thôi. Còn một chậu này là cây Bảo Nghi. Bảo Nghi thì cái cây nó đang lên mầm, nhưng mà nhìn thấy cây này nó hơi nó teo lá một chút, nên em đã bán 70.000. Cái cây Bảo Nghi hoa đổi màu thơm này. À, dòng này bông của nó rất là to, 70.000 thôi. Còn một chậu, hai chậu này là cây màu vàng. Vàng này là vàng Fortune, nó hoa của nó màu vàng, cái mắt của nó hơi đỏ đỏ này. Còn hai chậu này em bán cũng 100.000. Cát cứ toàn 130 thôi, giờ bán 100 đấy ạ. Cái xanh green là xanh lưỡi hồng này, cũng 100.000 này. Cây này rất là đẹp, 100.000. Còn một cây vàng môi son này cũng 100.000 này. Đấy, bụi to cũng 100.000. Em xả mà những cái mã nào còn lẻ tẻ em xả hết. Đợt này các bác mua gần như là giá siêu rẻ luôn. Có hai cây bảy sắc cầu vồng này, 100.000 một cây. Bảy sắc cầu vồng nhá, một cây này. Đây, cây số 2 này, đang lên mầm này. Để nó đang lên mầm, chẳng qua còn cây cuối em xả nốt, 100.000 này. Cây này cây màu trắng. Trắng này là trắng tuyết mùa hạ. Hoa chùm, bụi thì to. Hàng này hôm trước bán hơn 200, giờ xả 180 thôi này. Tuyết mùa hạ 180 này. Vua đỏ này, vua đỏ vẫn đang xả cho mọi người những cái bụi to này với giá 200.000. Vua đỏ 230, hôm nay xả 200. Đấy, còn mấy cái bụi to này, còn 3-4 bụi to thôi, xả nốt cho mọi người 200.
Tiếp theo phía dưới đây đó chính là cây, ui rồi, con chó nhà em này. Nó đào cái cát rồi nó bắn hết lên trên cả cái cây, cây này là cây Taiwan Gold này. Đấy, đi gửi đi phải rũ ra. Cái Taiwan Gold này nhá. Cái Taiwan Gold chậu nhiều thân, hàng này xả 108, hàng này là 220. Cái dòng cây hoa màu vàng lưỡi đỏ cánh chớp thì rất là đẹp, nhưng mà căn bản là em nhập còn nhiều ấy, thành ra em xả cho mọi người. À đây còn một chậu hồng, đây hôm qua các bác hỏi cái hai cái cây chậu hồng thơm kia nhà em nhưng mà hết hàng. Đây hôm nay về thêm một bụi này nữa này, bụi to lắm, 200.000. Một chậu hồng thơm to đùng này 200. Hồng bông đại đấy ạ. Bụi rất to, cái này đang lên mèo, không biết là có nở hoa được không. Đấy, 200.000 cái chậu hồng này nhá. Đây là cây màu pink. Cái này cũng là màu hồng à. Cái này thì, cây này rất là to. Cây này như là cũng mê màu hồng đấy ạ. Nhà vườn ta gửi. Bụi này to lắm. Bụi hồng này to đùng luôn, 220 đi. Đằng cả nhà nhìn. Bụi hồng to này là 220. Ôi giời, nặng, nặng tay. Đây ạ, có một cái cây này, cây chớp ngọc ba màu. Hoa của nó cánh rất là thơm, dòng này hoa rất là thơm. Giò to toán hơn 200 nhưng hôm nay xả cho mọi người chỗ này 170 nhá. Em để nó đang lên mầm, 170 cái chậu này. Chớp ngọc ba màu 170 này. À, tiếp theo là có một cây này là cây đỏ, đỏ ruby. Giang rang ruby, cái cây đỏ ruby chậu to này là 170.000 này. Cũng 170.000. Toàn những hàng chậu to bao giờ bán cũng phải hơn 200 ấy, nhưng mà hôm nay xả cho mọi người 170 này, đỏ ruby này. Tiếp theo đây cũng là cây đỏ ruby nữa này, cũng 170 này. Đấy, 170.000 nhá. Có hai cây đỏ ruby 170, dòng bầu to. Để cắt em xả như thế. Còn sang bên đây thì em có cái dòng này, dòng dendro 5 cái trắng họng đỏ. Đó là dòng dendro 5 cái trắng họng đỏ và cây của nó này. Tình trạng cây bây giờ hiện tại nó đang xuống lá để chuẩn bị cho hoa, chuẩn bị sưng nụ hoa đấy. Đấy, cả nhà nhìn này, thân rất là mập, rất là đẹp nhá. Hàng này chuẩn hoa luôn. Dòng này thuộc dòng dendro xuân, hoa nở vào dịp Tết mùa xuân. Cây đang thắt ngọn, xuống lá. Thân rất là nhiều. Dòng này thì nó đắt tiền hơn là cái hàng sổ số kia. Em bán là 180.000 đồng một chậu, dendro 5 cái trắng họng đỏ nhá. Còn các bác chuyển sang cái dòng dendro xuân này thì dòng lá mít thân thủ. Dòng lá mít thân thủ đấy em bán nhiều lắm. Đây cả nhà nhìn này, em sẽ lấy cho mọi người một chậu ra cho mọi người xem, nhìn góc độ từ trên xuống dưới. Cả nhà nhìn thấy cái lá của nó, lá mít tròn xoe chưa. Cái này thì sau này nó cũng xuống lá thôi, nhưng mà cái dòng này thân thủ phi phàm. Và thứ hai là cái lá mít nó đẹp ấy. Sau này hàng mình này chơi hoa xong rồi nó lại lên, nó chơi thân lá nó rất là ok. Mà dòng này size to nhá. Cái chậu 5 cái trắng họng đỏ kia thì nó có thể nó bé, nó bé nó chỉ thấp bằng một gang tay, hơn gang tay đến đây thôi. Nhưng cái hàng này thì cây to đùng luôn. Và chậu nhiều thân. Em bán một chậu này chỉ có 170.000 thôi ạ. Hàng này hàng loại chọn đấy, bởi vì hàng thị trường nó có nhiều loại A, loại B đó. 170.000 đồng một chậu nhá. Các bác nhìn những cái lá vàng chưa? Cái dòng dendro này thì nó có đặc biệt là nó đã thắt ngọn rồi thì nó sẽ vàng lá, nó xuống lá, nó sẽ rụng lá. Nên đến nơi các bác mà có lỡ may nó vàng lá, nó rụng là một cái rất là bình thường của dòng hoa lan nhá. 170.000 đồng một giò thôi ạ. Đây là dendro mít, dendro lá mít nhá, dendro xuân lá mít. Lan hồ điệp thì nhà em vẫn đang đóng hàng cho các bác. Hồ điệp thì bây giờ các bác chơi quanh năm cơ, chứ không phải là chơi mỗi Tết đâu ạ. Đấy, cái dòng này thì hàng hoa các bác chơi bền từ giờ đến Tết Dương, không đến lúc Tết Dương lại làm một sắm một cái lô nữa. Cái dòng hoa thì bao giờ thân lá nó sẽ không đẹp được bằng cái dòng hàng lá nhá, mọi người lưu ý một chút nhá. Nếu các bác mua hàng cây tơ hàng lá thì nó sẽ đẹp phần lá, nhưng mà nếu mà đã nhập hàng hoa thì hoa nó đẹp thì cái lá của nó có thể là một số những lá chân nó bị rụng, nó vàng thì các bác thông cảm, bởi vì hàng hoa là như vậy ạ. Hàng hôm nay em bán 65.000 đồng một chậu. Đây là màu tiểu đào, hàng phân nhánh nhá. Hàng này chỉ cần 3 chậu thôi là đã được một cái giò sum xuê rồi đấy ạ. Riêng cái tiểu đào này hàng phân nhánh này, mỗi tay nó phân ra 1 đến 2 nhánh này. Đấy. 65.000 riêng cái tiểu đào này, hoa cực kỳ là bền và đẹp luôn. Cả nhà nhìn này. Còn rất là nhiều nụ hoa nhá. Còn sang bên đây là cái hồng Diana. Cái hồng này thì cái hồng này nó rất là đẹp. Năm ngoái hàng hồng này là bán rất là chạy này. Đấy. Hàng này là hàng cốc 2.8, còn nếu mà chuyển sang cốc 3.5 toàn đầu trăm trở lên thôi. Toàn 106, 107, 108 một chậu thôi. Đấy, hàng hôm nay thì đều là hàng đang ngồng nụ và đang có phân một nhánh, hai nhánh. Em bán là 65.000 nhá.
cái hồng này cũng rất là xinh. Còn cái màu bên đây là màu cam cháy này. Màu cam cháy lên bình rất là xinh nhá. Đấy, có khách nhà em đặt một chậu lên chậu ghép sẵn. Cái màu cam cháy lên chậu rất là đẹp này. Hàng này thì cây lá của nó không được đẹp đâu. Ai đã đặt màu cam cháy thì các bác lưu ý là em bán hàng hoa thì cái lá của nó sẽ không được mướt đẹp đâu cả nhà nhé. Đấy, dụ như là lá nó có thể vận chuyển cái dòng này lá mít ấy, nó hơi bị dập này, hoặc là nó bị rớt lá chân này, hoặc là cái màu cam cháy nó hay bị lá lỗi như thế này. Đấy, thì loại này em bán cũng 65.000. Đấy, cố gắng lựa cho các bác những cái cây đẹp nhất có thể ạ. Còn nhà vườn người ta gửi cho em như thế nào thì đấy các bác nhìn này, những cái cây mà kém kém như này chắc chắn là bọn em chỉ để chơi hoa ở nhà thôi, chứ em không gửi cho các bác. Còn những cái cây nào nó ổn, đẹp mà nó dập một tí xíu lá thì các bác hoan hỉ cho em nhá. Nhập hàng hoa. Chuyển sang dòng kiều nhá. Cái dòng kiều hiện tại nhà em đang bán chạy nhà hàng nhất đó chính là kiều mỡ gà nhà. Cái dòng kiều mỡ gà này hàng của Thái và hàng chuẩn hoa luôn. Bông hoa của nó màu vàng ươm rất là xinh. Đấy, và đợt này chậu của nó cây nó rất là mập, rất là đẹp và thân của nó rất là đanh này, nhiều cây của nó này, cái thân của nó đanh là thân này có thể làm hoa năm tới này. Cả nhà này. Đấy, và một chậu kiều mỡ gà đẹp như thế này em bán chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi. Hôm nay bác nào mua 3 chậu kiều mỡ gà thì em sẽ miễn phí ship nhá. Lô trước thì các bác không được miễn ship đâu, lô này em nhập được nhiều thì sẽ chạy số lượng. Còn bên đây là kiều trắng nhá. Kiều này là kiều trắng, kiều trắng đột biến đấy ạ. Cái kiều trắng này so với kiều mỡ gà thì thân thứ nhất là thân nó nhỏ hơn và cây nó sẽ bé hơn đấy ạ. Nó không được to đâu nhá, và nó cũng không được nhiều thân đâu. Đấy, cả nhà nhìn tình trạng cây này. Và cái kiều trắng này hôm nay em cũng sẽ xả hàng. Hàng này là bán 201 đấy, nhưng mà hôm nay sẽ xả cho mọi người 190.000 đồng một giò. Kiều trắng đột biến. Hàng này các bác sưu tầm lấy một giò cũng được. Vừa rồi phun cái nước vô trong để cho nó diệt khuẩn đấy. Đấy, đợt vừa rồi nó mưa ấy, nhà em phải phun phòng một số những loại. Đặc biệt là cái loại này là cái loại đột biến đắt tiền đấy. Nó bị thối đến đấy thì rất là tiếc nên phải phun phòng. Mọi người nhìn những lá đốm đốm chấm chấm nhá. Những cái lá vàng vàng này. Phun nước bôi trong rồi. Đấy, đây là kiều ạ. Tiếp theo là trầm rồng đỏ. Đấy, cái lô trầm rồng đỏ đấy hôm qua có khách xách cho em 5 chậu ở nhà. Bởi vì nó đẹp. Cái chậu này nó trung bình nó rơi tầm 5 thân. 5 thân trở lên, 5 6 thân. Úi giời ơi, chết rồi, nó nặng quá. Cái thân này tí phải buộc lên thôi. Đây cái lô trầm rồng đỏ này là cái lô to, cao, mập khỏe. Cho các bác xem này. Vừa to, vừa cao, vừa dài nhá các bác nhá. Thân nó mập và hàng này chơi hoa Tết rất là ok luôn. Hàng này em bán có 160 một chậu thôi, trầm rồng đỏ. Ngày trước để sở hữu một cái trầm rồng đỏ thân cao phải 300.000 một thân. Bây giờ có 160 một chậu, nhiều thân. Mọi người mà mua từ 2 chậu trở lên thì em tính cho mọi người 150 một chậu nhá. Cái lô trầm rồng đỏ này rất là chạy, đây hôm trước cả một dãy này. Bây giờ bán gần hết rồi đấy ạ. Đây em có một cái loại đen đô xuân này nữa, nhưng mà hàng này hàng thân khủng nhá. Đây cái lô đen đô xuân thân khủng này. Có những thân nó cao gần bằng mét rồi cơ mọi người đó. Bình thường đen đô xuân nó chỉ cao tầm gang tay đến 2 gang tay là cùng. Có những thân đợt này ạ, cao gần mét. Hàng này hàng cho mọi người chơi hàng khủng. Chơi hàng khủng nhá. Đô đen đô xuân này siêu khủng luôn. Đấy, đẹp và dài. Có những thân dài hàng mét nhá. Có những thân dài thì nó tầm 3, 4, 5, 60cm. Em bán một chậu đen đô xuân này với giá là 190.000 thôi ạ. 190.000 đồng một chậu đen đô xuân, hàng siêu to đùng này. Siêu rẻ đẹp nhá. Cái lô này là lô hàng VIP dành cho những ai thích chơi hàng thân thủ, hàng khủng. Đấy, đây là đen đô xuân VIP. Và tiếp theo là đen đô nắng ạ. Cả nhà ơi, đen đô nhà em thì chạy số lượng cực kỳ nhiều trên thị trường. Và hàng nhà em thì hàng phân loại chuẩn chỉnh hoa. Các bác yêu thích đen đô nhà em bởi vì hàng phân loại chuẩn hoa. Và thứ hai là chuẩn con giống ạ. Đặc biệt hơn là chương trình mua 10 tặng 1 miễn phí ship. Một chương trình rất là ưu đãi dành cho khách hàng mua đen đô nhà em. Các bác có thể mix 10 loại 10 chậu, hoặc là cứ làm sao kết hợp các chậu, các màu với nhau đủ 10 chậu là em sẽ bao ship và tặng thêm cho mọi người một chậu nữa. Và hôm nay thì em sẽ có rất là nhiều dòng hàng đen đô. Có cả hàng đen đô giá xả nhá. Hàng này là hàng đẹp. Hàng mà nó gãy lá hoặc gãy thân hoặc là nó bị dập trong quá trình vận chuyển em sẽ xả rẻ cho mọi người một tẹo nữa. Đấy, hàng này hàng đẹp này. Hàng này đầu tiên là dòng bà liễu xưa hoa thơm. Bà liễu xưa thì em có hàng khủng nữa. Hàng khủng thì dao động từ 550 đến 600 hơn một giò. Đấy, cái dòng bà liễu xưa hàng khủng của cái loại này là chậu phi 12. Chậu phi 12 để em bán 60.000 đồng một chậu nhá. Ngoài ra thì em có cái loại chậu phi 12, nhưng mà hàng này thì hàng của nó sẽ bị rớt lá chân hơn này. Cây cũng đứng ngọn mà chưa hoa tí nào luôn. Hàng này thì em bán 40.000 đồng một giò thôi. Đây là loại B nhá. Tại em phân làm hai loại bởi vì em nhập hai loại của nhà vườn.
Cái loại A thì nhìn nó sẽ mướt mát hơn là 60. Còn cái loại B này thì nó rớt lá chân hơn thì là 40.000. Riêng loại B này mà các bác mua 6 chậu, em tặng thêm cho mọi người một chậu nữa. Riêng loại bà liễu loại B này em chạy số lượng, mua 6 chậu tức là 240, được tặng thêm một chậu là 240, được 7 chậu nhá. Cái loại này là thanh lý. Em có 5 cây chớp hồng này. Cả nhà ơi, cái mặt hoa của chớp hồng đỏ hoa này, chuẩn hoa chớp chưa? Đấy, bác nào thích sưu tầm giống hoa chớp thì cái bông chớp hồng này rất là sai. Chẳng qua là cái hàng hoa của nó vận chuyển nó bị thui đi ấy, còn là một bông nở nốt ra ấy. Cả nhà, cái này hôm vừa rồi bán là 75.000 nhá. Hôm nay em xả cho mọi người 60.000 đồng một chậu chớp hồng. Và có 5 chậu thôi ạ. Chớp hồng nhá, chuẩn hoa nhá, 60.000. Cây chớp bằng giá đen rô thường luôn. Đây là chớp hồng. Dòng này thì cây của nó rất là còi, và thứ hai là hay bị rớt lá chân. Bản chất dòng này là như vậy ạ. Còn những cái dòng lan đen rô khác thì không sao, nhưng để giải thích để cho mọi người biết là một số những bản chất một số cái loại cây đen rô nó hay bị như thế nhá. Đây là cái lô bà liễu hàng khủng của nhà em này. Những cái chậu này á, thân tơ đợt này rất là to đẹp, và thậm chí có những thân nó dài hàng mét cơ cả nhà ạ. Đang nụ đẹp này. Đấy, loại này thì cứ 550 một giò. Đây, những cái chậu 550 đây, thân tơ nhiều, chẳng qua là nó thấp thấp. Còn những chậu cao thì em tính là 600. Bà liễu loại to này thì hỗ trợ cho mọi người tính 50.000 tiền phí ship một chậu. Còn mua 2 chậu là em sẽ bao phí ship nhá. Bà liễu nhà em lô đợt này về nhiều lắm. Em còn hốt cái lô này để bán Tết thôi. Bởi vì mọi người biết không, đến gần Tết là những cái dòng này á siêu chạy hàng. Gần như nhà vườn người ta rút hết, là lúc đấy hết hàng chậu to. Mà kể cả nó nhỏ hơn vẫn phải tính cái giá như vậy đó. Đây, có những chậu khủng như thế này. Chậu này khủng khủng khiếp luôn. Đây, bác nào lấy chậu khủng khiếp này không? Chậu này tính cho mọi người 600. Ui dồi ôi, chậu này to lắm, 600 mấy nhỉ? 670 đi. Bởi vì chậu này nó cao đến vai em ấy, mà nụ nó hoa tơ rất là nhiều. Chậu khủng này là 670. Có một chậu này khủng nhất. To. Và tiếp theo là cây vàng đỏ số chớp nhá. Cả nhà này, cái vàng đỏ số chớp này em bán siêu chạy luôn, bởi vì nó là cái dòng hàng đang hot trên thị trường. Và cây sổ chớp này hoa của nó đó chính là cái cây vàng đỏ xưa ấy, nếu mà sổ ra chuẩn cây. Hàng này là chậu phi 16 nhá. Em bán là 101. Đây, cậu thấp thấp thì nhiều thân, cao thì nó ít thân hơn một chút. Đấy, nhưng đứng ngọn hết rồi. 110.000 đồng một chậu vàng đỏ sổ chớp. Pen chuối. Pen chuối là cái dòng siêu thơm mà vòi của nó rất là siêng. Cả nhà nhìn này, những cái thân này nó rất là đanh. Chuẩn bị nó nảy hoa những cái mắt này nhá. Nó sẽ nảy rất là nhiều mắt nụ đó đấy ạ. Cái cây pen chuối này chậu phi 16, 110.000 đồng một chậu nha, pen chuối. Còn bên đây đó chính là cây tôm sổ chớp. Riêng cái lô tôm sổ chớp này của vừa này nhá, cứ 50 chậu thì trong đó sẽ xuất hiện 1 đến 2 chậu là sổ chuẩn hoa đấy ạ. Sổ chuẩn hoa đó chính là cây hồng sắc pháo đấy. Tại nhà những cái hàng này này. Đấy. Và các bác mua hàng sổ nó rẻ hơn nhiều. Bởi vì hôm qua em mới gọi điện cho cái anh đấy, gọi video thì thấy anh ấy đang đóng cái cây tôm sổ chớp. Mình hỏi sao đóng cẩn thận đấy, thì anh ấy bảo là bây giờ cây này là cây sổ chuẩn hoa đang đóng cho khách hàng VIP. Hỏi cái chậu bao nhiêu tiền? Chậu này 3,5 triệu cả nhà, 3,5 triệu. Mà em thấy hình như là 3,5 triệu chỉ là hai cái cây này ghép với nhau. Đây này. Đấy, một cái chậu nan nhựa mà có số lượng thân nó bằng hai cái chậu này ghép với nhau là 3,5 triệu. Đây là cái hàng này các bác mua hàng sổ nó sẽ rẻ hơn. Và cái tỷ lệ của cái vườn này nó sổ chuẩn hoa rất là nhiều. Đấy, người ta sổ chuẩn hoa tại vườn người ta lại mang ra người ta bán. Còn cái hàng này chưa sổ hoa và nó đang nhú nụ như này, thành ra là người ta cứ xuất cho các bác thôi. Nếu các bác sổ là các bác lại trúng được cái cây tôm sổ chớp nhá. Mà năm nay cái hồng sắc pháo nó đang rất là hot trên thị trường bây giờ. Cái dòng này thân lá cũng đẹp, lá mít. Đấy, hàng này em bán nhiều lắm. 101 một chậu nhá. Cũng còn đâu đó tầm chục chậu hơn thôi, không còn nhiều. Hàng này nhập 3-40 chậu thôi. Rồi sang chậu phi 12 thì có cả cái pen soda xưa này, hàng cây tơ. Chậu pen này thì các bác nhìn nhá, cây nó chỉ tầm gang tay hơn gang một chút thôi. Còn các bác muốn lấy sang pen 18, cây to nhiều và thứ hai mắt nụ sưng rất là nhiều. Cây này cuối năm cũng có hoa thôi, nhưng mà cây hoa của nó năm đầu tiên nó sẽ không được to và dài như cái dòng phi 18 á. Em bán 60.000 đồng một chậu. Cái loại này lấy 3 chậu ghép thành một chậu to cũng được. Pen soda xưa. Còn đồng tiền vàng. Đồng tiền vàng đổi màu 60.000 đồng một chậu. Còn hai cái chậu này nó ít thân hơn một chút thì thôi tính cho 40.000. Cái đồng tiền vàng đổi màu này, hoa của nó rất là đẹp nhưng mà nó hơi ít thân. An ba xưa 60.000 đồng một chậu, sai hoa. Vàng tia, chậu thấp thì nhiều thân, chậu cao thì ít thân. Còn hai chậu 60.000.
Tiếp theo nữa đó chính là cây này là cây dendrolycus bông to. Em còn 2 chậu. Thôi thanh lý nốt cho mọi người 2 chậu này với giá là 50.000 một chậu. Lycus. Cây này hoa của nó bị gãy ngọn hoa này. Bông rất là to. Xiêm hồng nhá. Cái xiêm hồng lá mít này là cái hàng mà đang khá là chạy hàng ở trên thị trường, bởi vì hoa của nó, bông của nó vừa đẹp mà cái bông hoa của nó rất là thơm. Dòng này ăn nắng hoa thơm cực kỳ. Xiêm hồng này cây nó bé bé thôi nhưng mà dòng lá mít đẹp, em bán 60.000. Bò blue này, cây cao to đẹp này, cũng 60.000 này. Bò blue cũng sắp cháy hàng rồi. Đây còn hai cây đỏ rượu vang đây. Hàng này là bán 60.000 một chậu nhưng hôm nay thì nó cũng bị gãy một số thân ấy, em bán 50.000 hai chậu. Cây đỏ rượu vang này. Coi như là hai cây này gộp thành một chậu là 50.000 hai chậu đỏ rượu vang. Đây chớp bịp, chớp bịp hàng đẹp mới về, cái lô này nhiều thân là 190, còn em có cái lô chớp bịp mà vừa rồi đang cắt ra để chuẩn bị ghép đấy thì em lại thanh lý cho các bác, thì em sẽ thanh lý rẻ cho. Chớp bịp lần này nhiều thân lắm ạ, có 190 thôi. Thiên lan hoa màu vàng lưỡi đỏ ạ. Thiên lan hoa vàng lưỡi đỏ này, bông của nó màu vàng tươi lưỡi đỏ đậm, 60.000 đồng một chậu. Tiếp theo là cái cây pink line, thân rất là mập đẹp, 60.000. Vàng chanh. Vàng chanh thì bụi cực kỳ là to, nhiều thân, 60.000. Cái vàng chanh này sai hoa lắm ạ. Bụi to, nhiều thân lắm, cây cao to. Nó tùy từng bản chất, từng dòng nên có những loại mà thấp thấp, có những loại cao mà giá tiền nó cũng như nhau ạ. Đấy, dendro thì cứ mua 10 chậu tặng 1 rồi miễn ship nhá. Đây ạ, còn cái pen này là pen phi 18 nhá. Cái pen phi 12 thì nó chỉ bé như này, bằng một gang thôi. Pen phi 18 thì hoa của nó sẽ rất là sai đây, bông hoa màu vàng ươm. Cái này về các bác vẫn chơi hoa được một thời gian rồi, các bác cắt ngồng đi để dưỡng cây nhá. Cây này em ký hiệu là P1 này, 170.000. Mã P2, chậu này 210.000 đồng này, có một nụ này. Cái này chưa lên hoa lần nào luôn, cái này 4 thân. Cao 210.000. Đây, hình dung là cây 60 nó chỉ bé như thế này thôi. Cây P3 230.000. Cây này có hai cái thân này rất là chất, đang nụ hoa này. Cây này đang nụ thì cũng thui một số, nhưng mà quan trọng là những cái thân này nó chưa hoa này, nó sẽ đâm mắt nụ ở những cái thân này. 230.000. Đây, có 3 chậu ạ. Tiếp theo bên đây là những chậu lan chuỗi ngọc này. Hàng thuần nhà em mới. Đẹp chưa? Cả nhà nhìn này, thuần một chậu lan nhựa mà cái mắt ngọc rất là xà nhá. Một chậu nhiều thân như này em bán là 190.000 đồng một giò nhá, lan chuỗi ngọc. Ơ cậu ơi, cháu giả hạc Hawaii. Đây, những chậu giả hạc Hawaii rất là nhiều thân luôn. Cũng chỉ còn tầm, ở đây là Hawaii à? Ôi sao Hawaii lại dài này ta. 2, 4, 5, 6. Nói chung là 5, 6, 7 thân, còn 4 chậu. Nhiều thân lắm ạ, 150 một chậu thôi. Giả hạc Hawaii nhiều thân. Đây em có mấy cái lô long nhãn này. Lô long nhãn này cây cao hàng mét này, mấy khách đặt nhưng mà ngại chưa đóng. Hôm nay bán 200.000 một giò thôi. Cái long nhãn này hoa rất là đẹp, màu vàng, họng mắt đỏ, nhưng mà cái này thì hoa nó sai ấy, nhưng mà thân của nó dài, hơi ngán đóng. Đây còn một vài chậu kiều lục bắc ở vườn bên đây. Ở nhà nhìn chưa, đẹp chưa, nhiều thân, toàn thân tơ rồi. 200.000 một chậu kiều vuông lục bắc. Tiếp nữa là cây hạt đỉnh đỏ ạ. Cái dòng hạt đỉnh này lúc đang nụ hoa thì lá của nó rất là xấu nhá các bác nhá. Tức là cái lá này nó giống như kiểu thiên nga ấy. Dòng này thì chủ yếu là sống bằng giả hành thôi, không có quan trọng gì đến cái lá đâu. Đấy ạ, hiện tại thì cây đang có nụ hoa như thế này. Trắng ơi à, bố. Đấy ạ, em cho mọi người xem tình trạng cây. Đấy, cây thì đây, những cái lá cây của cây già nó sẽ vàng, nó rụng đi là bình thường nhá các bác nhá. Rồi sau đó nó có thể nó sẽ nảy những cái mầm gốc khác. Và cây của nó đang nụ hoa như thế này, màu đỏ chuẩn hoa, màu đỏ. Đây, nói chung là một chậu nó cũng sẽ chỉ có một thân hoa như thế này thôi. Củ quất gậu nó chỉ có một thân như thế này. Còn cái kia là củ già nó kèm thêm mà thôi. Đấy. Và em bán một chậu như vậy là 150.000 đồng một chậu nhé. 150 một chậu. Đây là hạt đỉnh hoa đỏ. Hạt đỉnh đỏ. Lan trầm cổ. Trầm cổ 100.000 đồng một chậu nhé. Chậu từ 4 đến 5 thân, 6 thân. Trầm cổ ạ. Lan ám cổ Văn Giang ạ. Cái này, chậu này là chậu M25, một chậu 2 thân siêu dài là 170.000 này. Dài lắm. M28 này, 4 thân nhưng mà nó ngắn siêu xinh xinh, 150. M27 ám cổ Văn Giang 4 thân, 160, 2 dài 2 ngắn, 160.000. Đấy ạ, ám cổ Văn Giang. Đây em có cái giò này giả hạc hoa hồng đỏ rất là nhiều thân luôn. 220.000. Đấy, hoa hồng đỏ nhá.
Dạ, hạt hoa hồng đỏ nở Tết mùa xuân và dòng này hoa của nó màu đỏ đậm. Đây còn ba cây mãn thiên hồng thanh lý nhá, hàng thì hàng phân nhánh. Hàng này em bán 65 nghìn đấy, nhưng căn bản là giờ những cái cây này cây cuối ấy, một số lá nó hơi lỗi xíu. Em sẽ bán cho mọi người ba chậu này với giá là 140 nghìn. 140 nghìn ba chậu mãn thiên hồng nhá. Hơi lỗi lá nhẹ nhá. Cửu bảo tiên lá xếp ạ, vẫn tiếp tục lại về thêm một lô cửu bảo tiên và cây xếp V cực kỳ là đẹp luôn. Em bán một chậu cửu bảo tiên như thế này đẹp nhìn thế này là 150. Chiều cao trung bình từ 1 gang rưỡi đến gần 2 gang tay nhá. Hàng cửu bảo tiên hoa chuẩn và thơm này mua 3 chậu em miễn ship cho các bác. Tiếp theo là cù lao minh. Đây em còn 4 chậu thì em sẽ thanh lý cho mọi người này. Thế nào. Ô. Hàng này là hàng bán 150 đây. Đây có một cái cây là cao to nhất này, bán 150 này. Cây số 2 thì nó thấp hơn một chút xíu, em bán 120 này. Đấy, cả nhà nhìn chưa? Cây số 3 này, cây này nhỉnh hơn lá 130 này. Cây số 4 này, cây này hơi lỗi lá nhẹ, cũng 120.000. Đây có 4 chậu củ lao minh nhá, củ lao minh. 150, 120, 130, 120. Em có 2 cây Corat Koki này. Hàng này là hàng thực tế gửi cho khách nhưng mà bị bom ấy các bạn. Về cây vẫn đẹp bởi vì nói chung là cái dòng này thì làm gì có hàng bán cho khách đâu. Đấy, gửi đi cuối cùng thì không nhận hàng của người ta. Đấy, hôm nay em sẽ thanh lý nhá. Kể ra thì đây, kể ra thì cũng có cây nó về nó vận chuyển nó bị lỗi. Các bác làm đặt hàng thì có tâm một chút nhá. Để lỗi hết cả cây của tôi. Thôi cây này em sẽ xả cho mọi người 100.000 này, bán 170 đấy. Bây giờ cây này xả 100 này, các bác không mấy thì em sẽ cho lên chậu em ghép. Đến lúc nó đẹp đẹp nó nở hoa thì mình lại bán vậy. Cây Koki này rất là to. Lỗi lá này vận chuyển về nó bị dập đấy. Chán đời cái chị này, chị tên là chị Hợp, chị ở trong Bình Dương. Đặt hàng khách quen mấy lần rồi mà sao vẫn bị bom hàng. Em nhiều khi em cũng chẳng biết là mình có tội tình gì mà khách quen đặt hàng vẫn bị bom hàng. Mà nhắn tin Zalo bảo chị bảo shipper giao đến thì chị đang ở nhà đợi rồi ấy. Thế là mất hút gọi điện mấy lần rồi, chẳng thấy nghe máy, xong cuối cùng là tự hoàn, người ta hoàn hàng của em về đấy. Cái cây này cây Koki số 2, cây này đẹp này, chỉ bị một tí lá sứt ở đây thôi. Cây này 150 này. Một cây 100, một cây 150, hai cây Koki. Cửu bảo tiên này về đẹp ấy, nhiều em mua em để treo bán dần. Được cái lô là ôm rẻ. Đây có cái châu khủng này cũng còn ít này, hàng ít em treo để cho nó lên rễ này. Châu khủng này em bán là 260.000 đồng một cân nhá. Châu khủng nhá. Loại này thì một cân nó rơi tầm 2 cây trở lên nhá. Đấy, tầm 2 cây. To lắm, không lỗi lá, 260.000. Thôi 250 đi. Con này xả châu. Hôm vừa rồi có một số khách gọi là đến vườn anh xem hàng này có gì anh bán, bởi vì anh chơi giờ nó chật quá rồi. Thì lại kể cái câu chuyện này các bạn. Châu của các anh ấy trồng bây giờ không đẹp bằng cái châu mà hiện tại em đang bán. Ngày xưa anh có thể nhập 600-700 nghìn một cân ấy. Nhưng mà sao ạ? 600-700 nghìn một cân nhưng đến bây giờ ấy, em bán ra có 200-250 một cân đai châu thì mọi người không? Bây giờ các bác bán ra thì chắc chắn là nó sẽ rẻ thôi. Mình không thể so bì với cái thời điểm mà lúc mình nhập được. Lúc mình mua được. Các bác mua tầm toàn những cái tầm 2-3 năm trước lúc mà lan ở đang sốt. Giống như kiểu phi điệp đột biến thôi. Lúc đấy các bác mua tiền tỷ, tiền trăm triệu. Chứ bây giờ làm gì có tiền trăm triệu, tiền tỷ đâu. Nên nếu mà các bác đã muốn bán xả, bán vườn và muốn thanh lý hết thì mọi người cũng phải chấp nhận cái giá cả thị trường bây giờ nó theo thời điểm nhá. Có thể mua đắt bây giờ bán rẻ là chuyện bình thường. Còn bây giờ hàng nhà em thì cứ nhập được giá rẻ thì em bán rẻ thôi. Đấy. Chứ còn để nói mà ngày xưa anh mua thế này, giá này, giá này, bây giờ bán này thì anh tiếc thì thôi, các bác có ít thì các bác cứ để chơi. Chứ còn mọi người cứ mua xong bây giờ xả bán rẻ, không có giá được, không bán được bằng cái giá ngày xưa đâu. Đấy là dòng phi điệp. Còn ví dụ một số phi điệp với châu ấy nó rất là nhiều. Còn chỉ có loại như đơn thân hoàng nhạn thì có thể nó vẫn giữ giá các bạn. Nếu như hoàng nhạn, những cây Koki em thấy trồng từ khi cây bé bây giờ to thì chắc nó bán sẽ được giá. Còn những cái hàng thân thòng như này không bao giờ có giá được như ngày xưa đâu. Nó rẻ lắm. Ví dụ như cây chấp Mỹ này ngày xưa có thể là 600-700 nghìn một thân. Bây giờ một chậu ấy 2-3 thân có 100 nghìn. Đây này, cái chấp Mỹ này mới về này cả nhà này. Một chậu có thể 3 thân này, 2 thân thì nó dài hơn một chút. Đấy, có 100 nghìn thôi. Chấp Mỹ đấy, rẻ mà. Cái chấp Mỹ này em vừa mới về cái lô này đẹp này. Có 100 nghìn.
Còn kia là kim điệp xuân, giò tròn tròn này. Giò tròn nhá các bác nhá. Kim điệp xuân còn một giò này, hai giò tròn này thôi. Nhiều thân lắm các bác ạ. Nhiều thân mà ghép tròn này, đợt này có 201 một giò. Còn đi chúc Phật bà, chúc Quan Âm này nhá. Chúc Phật bà này, em treo ở trên cao thì quay các bác có thể nhìn không rõ. Những cái chúc Phật bà đang khởi điểm xuống lá rồi. Cái này chỉ đợi lúc mà nó bung hoa ra thì bán thì ngon. Loại này hôm nay xả cho mọi người 220, hàng này đáng ra là 250 đấy. Hôm nay còn mấy bảng này bán nốt 220 một bảng. Chúc Phật bà, giống của nó nhập vào nó đắt rồi. Và tiếp theo là 5 cánh tráng họng hồng này. Họng hồng thì kính chậu hai thân mà dài dài như thế này, em bán là 90.000. Còn những chậu mà 4 thân, 5 thân mà nó ngắn hơn chút xíu em bán 120. Đấy. Nhưng mà thân rất là mập, hàng này họng hồng này là hàng chơi Tết này, chuẩn hoa này. Hoàng thảo vôi đi. Đấy, như hoàng thảo vôi này bây giờ các bác mua giống thì vẫn 250 một cân, nhưng mà ghép vào sẵn để bán ra bây giờ có bao nhiêu? Lô vôi này em xả cho mọi người 130 một bảng nhé, 130.000 một bảng vôi. Còn cái long tu à? Long tu hôm trước bán 120 đây. Hôm nay em bán cho mọi người 100. Hàng long tu thì đáng nghĩa là cái hồi bán 150 đấy. Bây giờ bán 100.000 bảng long tu. À vôi. Vôi dài này thì là 150 này. Cái lô vôi dài này bán 150. Cái lô vôi ngắn ngắn kia bán 130. Nói chung nó nhiều mức size, nhiều giá tiền lắm. Ôi. Còn nhiều dendro quá mà chưa xả được hết. Đây ạ. Đấy, nhà em đang dọn chỗ để về những cái hàng mới. Đây có sơn thủy tiên nữa này cả nhà này. Ở đây có một cái bảng hạc vĩ này. Bác nào lấy cái bảng hạc vĩ này 40.000 thôi. Hàng này có cái lô 170 em để nó giặt dẹo quá, nó mất nước quá. Bán 40.000 cho làm giống hạc vĩ thiên cung. Đây có hai chậu. Chậu này là một chậu sơn thủy tiên, em ký hiệu là chậu số 1 nhá. Phi to đấy, chậu này 160.000. Chậu phi số 2 đấy, ui chậu này nặng lắm, nặng dã man luôn đấy. Chậu này 200.000 này, nhổ ra bán theo cân chắc là còn rẻ hơn hàng cân ấy. Nó lặng nhiều thân. Ôi trời ơi, còn đây là cái lô 5 cái trắng họng tím này. Họng tím hôm nay xả 100.000 một chậu nhá. Hàng này bán 170 đấy. Em treo cao bây giờ thân của nó dài, nó cứ nghêu ngao thôi. Bán 100.000 một chậu thôi. Bán xả nốt cái lô họng tím này, 5 cái trắng họng tím. Họng hồng thì nhiều nhưng họng tím ít lắm. Và cuối like thì em xin thanh lý cho mọi người mấy cái lô dendro nhá, thanh lý xả rẻ cho. Đây cái chớp bịp này hôm nay định cắt ra để bán này, nhưng sau đó thì thôi bận lắm chẳng có thời gian trồng đâu. Các bác về cắt tỉa ra cho em. Cả nhà nhá, dendro cứ phải cắt cụt rễ này. Các bác cầm cái rễ đẩy rễ càng nhanh, chứ còn để cái rễ cũ này khó lên lắm ạ. Em ký hiệu đây là hình số 1 chớp bịp nhá. Hình này em bán cho mọi người 60.000 này. Cái mã chớp bịp số 1 này đang lên mầm gốc. Mã số 2 này, cái cụm này thì không có mầm gốc. Mã số 2 này cũng 60.000 này. Nhiều thân hơn. 60.000. Mã số 3 chớp bịp này cũng đang mầm gốc này. Cái này lá chân hơi xuống một tí. Cũng 60.000 này. 3 mầm chớp bịp 60.000 này. Mã số 4. Đây này, mỗi mầm này đều là một chậu đấy. Mà một chậu ngày xưa em bán 190 đấy. Cái hàng này này, để nó xấu đi đấy. Mã số 4 chấp bịp này. Cây này này, khả năng là sẽ cho hoa nhiều ở những cái nách này. Đây, cái mầm nó đang lên đây. Giờ thân này bán 80.000. Mã số 5 chấp bịp. Cái này thì vẫn còn nguyên chậu, đang lên mầm. Mã số 5 100. Đây, chậu này vẫn bán 180 này. Cái lô chấp bịp này bán lỗ. Mã số 6 chấp bịp. Cái mã này thôi bán cho mọi người 40.000 để cho mọi người làm giống này. Mã số 7 chấp bịp. Đây, cây này chắc là lên hoa ở nách. 100 bán nhiều. 110.000 đồng. Mã số 8 chấp bịp, chậu này nhiều thân này. Chậu này hôm trước bán 220 này này, đây đang lên mầm này. Chậu giờ bán 150 đi. Mã số 8, mã số 9 chắc bịp. Chỗ này bị khách bom. Khách kêu là cây của nó gãy hoa nên là khách bom của em. Cây 230 đây. Bây giờ bán 150 này. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mã số 9 cũng 150 này. Mã số 10 lên cho mọi người một chậu bà liễu xưa. Chậu phi 17 nhá. À, phi 18 rất là nhiều mầm nhá. Chỗ này còn chậu cuối bán 130. Hàng này bán 170 đấy. Giờ bán 130. Tiếp theo là hai chậu ăn ba xưa. Hàng này chậu phi 16. Phi 16 em bán 101.
một chậu thôi, nhưng mà hôm nay thì có một chậu này đẹp này. Chậu này là của cái chậu phi 16, nó bị gãy một thân, em kèm ở đây cho mọi người 101 hai chậu. Mã số 11 nhá. Tiếp theo mã số 12, 13, 14 này, em cứ bán cho mọi người combo dendro 100.000 một lô. Có 5 lô em đã phân bố hết rồi. Nói chung là cũng có chậu lô thì 6 cây, lô thì 7 cây. Lô thì 2, 4, 6, 8 cây. Nói chung là tùy nhá. Lô này này là 12 nhá, lô là lô 12. Tình trạng cây thì mọi người xem, ví dụ như cây pen pen hàm hương này thì hôm vừa rồi nó rớt lá chân xấu quá em lại cho vào thanh lý. Hoặc cái cây này nó bị gãy thân này, cây hoa hồng đỏ này gãy thân này. Hoặc cái cây này là cái cây cái gì nhỉ? Cây lai cát thì nó bị gãy cái đầu ngọn này. Đấy. 60.000 một chậu đấy, bây giờ thanh lý cho mọi người cái lô này. 2 4 6 8, 8 chậu. Đây có cả một cây cây này là cây gì nhỉ? Tự nhiên lại quên tên. Đây, thiên lan. Đấy, 100.000 nha. Lô 12, lô 13. Lô 13 này thì em để cho mọi người cái combo này nhiều cây mắt rồng hơn, bởi vì cái cây mắt rồng hôm vừa rồi nhập rất là nhiều khách hỏi, nhưng cây nó bé quá. Cây nó bé quá mà nhập giá bằng những cây dendro to ấy, sau em cũng không nhập mắt rồng nữa. Hoa thì rất là đẹp nhưng mà cây nó bé quá nên là rút kinh nghiệm là những cái cây mà hoa đẹp mà bé quá thì thôi, tốt nhất là mình không nhập. Nhập về nói chung bán cho khách thì khách kêu, mà nhập thì bằng giá những cây dendro to ấy, nó theo từng màu mà cả nhà. Một mắt rồng, hai mắt rồng, ba mắt rồng này. Đây có cây mắt rồng đây. Đây chính là cái cây mắt rồng mà hôm trước em bán 60.000 này. Đấy, cây này nó bé quá để đầy mầm gốc thôi. Các bác đợi mầm gốc ở phía dưới nhá. Bốn cây mắt rồng này. Một cây si quai này vẫn đẹp này, cây si quai vẫn đẹp này. Một cây bò tím này vẫn ok, chẳng qua là xuống lá chân này. Và một cây này cây pen hàm hương này, một cái cây này cây đồng tiền hồng nó đang lên mầm. Đấy, 100.000 combo này. Cái này các bác gửi đi thì bảo em nhổ chậu thôi nhá. Nhổ chậu bóc bớt sơ dừa ra, không phải đóng mà tốn tiền cước lắm ạ. 13 lô 14 này cũng 100 này, lô này thì ít cây hơn. Lô này cũng chất lượng ấy chứ. Một cây này là cây Pinh Biên Hòa. Thôi cái lô này phải bán cây này, lô này phải bán 130 ở nhà, bởi vì riêng cái cây cây kinh hổ mang này to này nó chỉ rớt lá chân thôi chứ nó lại chẳng ảnh hưởng gì. Kinh hổ mang này. Cây bò tím này thì nó bị gãy một tí cái mầm này. Lô này vẫn đẹp. Cây Pinh Biên Hòa này. Cây đồng tiền vàng này em vẫn bán 40 ấy, lúc về ấy. Cây này cây đồng tiền tím này đang lên mầm này. Đây cây này cây pen hàm hương này, 2 4 6 cây. Thôi bán 130 đi, bởi vì lỗ quá. Bởi vì bán 60.000 một cây, riêng cây này vẫn đẹp, không có ảnh hưởng gì luôn. Nó xuống lá chân một tí thôi. Không gãy gì. Lô này 130 nhá. Lô này lô 13. 9 10 1. Ơ quên. Bao nhiêu rồi nhỉ? 9 10 1 2. 10. Đây lô 14 nhá. Xin lỗi. Lô 15 này 100 này và lô 16 là 100. Thôi em cứ phân bố hết rồi. Đây 100. Đây cái thỏ xưa này nó vẫn đẹp mà này. Cái lô này là có 6 cây. Cưỡi thân đang lên mầm. Đây là cây mắt rồng đây này, một này, mắt rồng này, một banana này, một cây đồng tiền hồng này, một cây thỏ xưa này, một cây pen hàm hương này, một cây si quai 100.000. Và cái lô này cũng 100.000. Gồm có một nắng 4N này, một cây kinh 10 bích này vẫn nhiều thân này, một cây pen hàm hương này, hai cây pen hàm hương này, ba cây pen hàm hương này, pen hàm hương bán 60.000 một chậu ấy. Một cây cam sọc này vẫn còn ngon lành cành đào này. Chẳng qua xuống lá chân thôi. Cây bò tím này hơi xấu tí, cây thỏ hồng này hơi xấu. Đấy 100.000. Đấy xả hàng cho mọi người mấy cái lô dendro giá xấu ấy. Đấy và trên đây là những cái mặt hàng em bán. Để đến chiều tối hoặc mai sẽ cập nhật thêm nhiều mặt hàng nữa, thì các bác cứ kết hợp các phiên video. Đây cái màu cam cháy này, nên bình rất là xinh. Cái màu cam cháy đang lên cho khách đấy. Nhưng mà khách đang bảo thưa, chắc phải lấy thêm mấy chậu để cho vào cho nó xum xuê. Hàng nhà em thì về rất là nhiều loại. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và luôn ủng hộ đồng hành của bên shop. Xin chào tất cả mọi người.